Rồi ok, xin chào anh em nha, mình là Phong đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và tiếp theo đây sẽ là tập số 9 của Romantic Holic, đam mê lãng mạn nha. Ok, như vậy là tập trước thì chúng ta rất là sốc khi mà cái thằng Thiện Du đã quay trở lại rồi. Và đụng mặt với Huyền Mẫn. Để xem trong tập này hai thanh niên này nó sẽ làm gì nhau. Ok, triển thôi. Cái tình huống quái quỷ gì thế này, bầu không khí thật thiếu tự nhiên, không ổn tí nào cả. Thần Châu, cô... Này Thần Châu. Cáu. Cố tình ngắt lời sao? Thần Châu, vì sao em không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của anh vậy? Bởi vì mình vứt cái điện thoại vào trong cái tủ khóa số 4 rồi. Tôi đã xóa thông tin liên lạc và chặn anh lại rồi. Nhìn cái mặt thằng đẻo này lại một lần nữa là mình muốn đấm vào mặt thằng này thật. Các bạn nhìn xem cái mặt này có ghét không chứ. Anh hỏi tại sao ấy hả? Anh dám nói rằng mình không biết chuyện gì xảy ra hả? Em giận lắm hả? Hả? Thằng nhóc này bị đần à? Mày nói gì hả? Cái thằng... kia, mày vừa gọi tao là gì hả? À, chờ đã, để tay xuống, từ từ mà nói chuyện đã. Cả hai người bình tĩnh lại coi. Đây rồi, thôi tốt nhất là mình về phe của Huyền Mẫn các bạn ạ. Mặc dù là thanh niên Huyền Mẫn này vẫn cố tình rất hay thả thính mình ấy, nhưng mà ít ra vẫn còn tốt hơn nhiều với cái thằng Thiện Du đá và không để lại bất cứ một thông tin liên lạc gì. Là mình vừa mất nhà vừa mất bạn trai. Ok, thế thì cút. Không lẽ anh là loại người như vậy sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những ngôn từ như vậy thoát ra từ miệng của anh đấy. Hắn gây sự trước. Chà, đúng là đồ thần kinh. Quan trọng hơn, anh xin lỗi em Thần Châu. Cút. Anh thật sự có lý do bất đắc dĩ. Là lỗi của anh. Anh biết là em rất giận, nhưng chúng ta có thể nói chuyện không? Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện. Chúng ta nói chuyện đi. Hử? Thần Châu? Thần Châu, đi thôi. Đến giờ mở cửa quán rồi. Ông chủ, anh nắm tay tôi hơi chặt một chút đấy. Thiện Du, bỏ tay ra khỏi vai tôi. Sao anh cứ cố chen vào vậy? Anh phiền lắm đấy biết không? Đừng có xía mũi vào chuyện giữa người yêu với nhau. Xéo chỗ khác đi. Các bạn ơi, người yêu cái con khỉ. Hai người chia tay cả tháng rồi thì có. Tại sao tựa game này nó không để thằng Huyền Mẫn này đánh thằng Thiện Du này một phát nhỉ? Mình cũng đang muốn như vậy các bạn ạ. Thần Châu thì đánh rồi nhưng mà yếu quá ấy, không thua. Thật ra thì còn chưa đầy một tuần cơ. Mẹ trưởng ạ. Bọn tôi không có chia tay. Cho dù có đi nữa cũng không liên quan gì đến anh. Cậu điên rồi phải không? Nói chuyện như một tên bệnh hoạn bám đít phụ nữ vậy. Cậu mới là người phải xéo đến chỗ khác. Thần Châu giờ đã cắt đứt với cậu rồi. Gì cơ? Thần Châu, có thật là như vậy không? Em nói với hắn là chúng ta đã chia tay sao? Đó là sự thật mà. Chúng ta đã chia tay. Cái gì? Này, tôi biết anh là kẻ khác người, nhưng không nghĩ là lại nặng đến mức này. Thử nghĩ lại xem. Tôi mới đi làm về nhà thì nhìn thấy một đám người lạ đang ném đồ đạc tôi ra ngoài đường. Anh có biết không hả? Các bạn ơi, mình có thêm một cái giả thuyết nho nhỏ như thế này. Đấy chính là vào tập trước, khi mà chúng ta đang đi đến cái ga tàu hỏa ấy, thì chúng ta phát hiện ra một cô gái cũng đang hỏi mình là đến cái địa điểm nào đấy, là đến cái ga điện ngầm như nào. Nhưng mà rốt cục thì chỗ đấy thì chẳng có ai đi lại cả. Và đặc biệt hơn thì cô gái đấy lại rất sợ mấy thứ kinh dị, cho nên là chắc chắn là mình đoán là thằng Thiện Du này là đã cơ cập cái cô gái đấy. Và sau vụ đấy thì cô gái cũng cắt đứt liên lạc với thằng này, cho nên là thằng Thiện Du này mới quay lại với Thần Châu. Đấy, mình đoán là như vậy. Đây là giả thiết của mình thôi. Ok. Tôi bị đuổi thẳng cẳng ra đường. Như vậy không gọi là chia tay thì gọi là cái gì? Xin lỗi, anh đã hành động ngu xuẩn, nhưng thật sự có lý do không thể qua đến lúc đó được. Cũng không có cách nào liên lạc được với em. Anh chưa bao giờ quyết định chia tay với em cả. Lại chém gió bạn ơi. Bởi vì cái hôm mà người ta ném đồ đạc ra khỏi nhà thì Thần Châu có gọi điện cho hàng ngày, nhưng mà không nghe máy hoặc là không liên lạc được cái gì đấy, cho nên là thôi cút, chỉ là chém gió thôi. Nhưng mà giờ hắn lại biết mình đang ở đây nhỉ? Mà này, sao anh biết được tôi đang ở đây? Là tôi đang ở đâu? Thử, anh chỉ cần hỏi thăm dân bản xứ thôi, để xem họ có thấy cô gái xinh đẹp trên đầu cột nơ con bướm không? Dung mạo của em tự như một thiên sứ trong tranh vẽ, chỉ cần nhìn qua là sẽ nhớ được ngay. Lại bắt đầu dẹp mỏ rồi bạn ơi. Có hơi quá không vậy? Tôi cho Huyền Mẫn một cú đấm ngay bên hông. Sao thế nhỉ? Cái gì? Hay là cách xa nhà cũ như vậy mà vẫn tìm đến được à? Khoan đã, sớm biết là bị cảm động rồi. Nhưng chẳng phải hắn mới ra chuyện thế này sao? Hắn là kẻ đầu tư mọi chuyện không à? Thần Châu, em nhìn thấy không à? Cái gì đây? Sao cái túi này to dữ vậy? Nên bản xứ hỏi anh có phải đến tham dự nữa không? Sau đó tặng cho anh. Nhiều cái anh không ăn nổi, nên chỉ lựa những cái đẹp nhất đến cho em mà thôi. Trong đây có gì em thích không? Hoa quả và đồ trang trí. Sao lại có cả chú ếm được nữa vậy? Thế nào vậy? Chuyện này vẫn thường xảy ra. Đôi khi người ta tự nhiên tặng quà cho anh ta. Thật đáng sợ. Công nhận. Đây là lần đầu tiên mà mình đồng tình với Huyền Mẫn qua này. Khiếp, hoa quả nhá, đồ trang trí. Ok, không sao. Nhưng mà bù nhìn chú ếm ở đây nữa thì không ổn. Không hề ổn. Thần Châu, chúng ta có thể nói chuyện không? Chỉ một chút thôi cũng được. Anh muốn giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta. Em có thể quyết định có mọi thứ cho anh hay không, sau khi nghe những gì anh nói. Mà không, em không cần mọi thứ cho anh. Chỉ cần cho anh một cơ hội để khi lỗi em là được. Ai, đời, đúng là thằng này mồm mép quá. Hắn ta năn nỉ chân thành như thế. Đi nào. Đi cơ. Trong khi cô đang nổi biến, tôi đã chuẩn bị mở cửa quán rồi. À, xin lỗi Thần Châu. Giống như cậu lúc nãy, đây là chuyện của tôi và Thần Châu. Xin đừng xía vào. Cho dù quan hệ giữa hai người trước đây thế nào, bây giờ cô ấy là của tôi. Ông anh ơi, tôi vừa đồng tính với ông anh xong, bây giờ ông anh đã chưa thì đã khẳng định chủ quyền là thế nào vậy? Ôi giời ơi, còn Tuyết Bạch nữa, bình tĩnh. Của tôi. Cáu ở đấy. Nhìn xem ánh mắt Thiện Du đã thay đổi. Thần Châu, anh ta nói vậy là sao? Thiện Du nhìn tôi ánh mắt nũng nịu. Nũng nịu cái con khỉ, cút. Tình huống này là sao vậy chứ? Trước đây một phút mình còn là người bị vứt bỏ, sao đột nhiên bây giờ giống như là mình vứt bỏ hắn vậy? Thằng này đang gài Thần Châu bị dính ra bẫy của nó rồi. Hồi vẫn còn là người yêu, Thiện Du vẫn thường xuyên mắc phải nhiều lỗi lầm nhỏ, nhưng nếu có gì hắn không thích thì cũng không bao giờ che giấu mà nó thẳng ra. Còn lại hắn đang nói thật về chuyện hắn có lý do bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nhưng mà tại sao chuyện thì có thể khiến hắn làm như vậy với mình? Mình không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Từ từ nhé. Hay là thằng này quay về đây, mục đích chính không phải để gặp Thần Châu, mà là để lấy lại cái điện thoại nhỉ? Cái điện thoại của cái ứng dụng mơ tỉnh ấy, thế giới giấc mơ ấy. Có khi nào là như vậy không? Mình nghe thì có vẻ hơi điên rồ một tí đấy. Lần này tôi nhìn vào mắt Huyền Mẫn. Cô đang làm gì thế? Tôi bảo đi thôi mà. Nhưng mà mình có thể như hiện tại đều là nhờ Huyền Mẫn giúp đỡ. Phải cả trưởng ạ. Có tận 4 lựa chọn cho mình luôn. đi vào cùng Huyền Mẫn, nắm lấy tay Huyền Mẫn. Nghe Thiện Du giải thích, thôi cút hai cái ý lứa thì cút nhá, mình không chọn đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi vào cùng Huyền Mẫn hay là nắm lấy tay Huyền Mẫn, nắm lấy tay này thì chắc chắn với các bạn một điểm thiện cảm nó phải là từ 6 đổ lên, có thể là 8, có thể là 9, có thể là 10. Nhưng mà thôi, mình trước hết thì mình chọn đi vào cùng Huyền Mẫn thôi. Mình chưa muốn nắm lấy tay vội. Đấy, bởi vì chúng ta đang hẹn hò Tuyết Bạch cơ mà. Ok, đi vào cùng. Vào thưa ông chủ, chúng ta trễ giờ mở cửa quán rồi. Thần Châu, tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh, nhưng mà cảm giác khi bị đuổi ra khỏi nhà đó tôi vẫn không thể nào quên. Tôi không muốn nhớ lại những ký ức đó nữa. Hy vọng anh có thể thông cảm. Mình lại phạm vào sai lầm cũ, một lần nữa sẽ mất đi, giống như ông nội ngày xưa. Chuyện gì thế nhỉ? Mình mới nghe được cái gì đó khiến mình nao lòng. Thôi kệ đi, không quan tâm. Là hắn ta đúng không? Phải. Hắn cũng chẳng đẹp trai gì cho lắm. Đừng còn nói trai với lương tâm như vậy chứ. Nhìn thấy những thứ người ta tặng cho hắn không? Chỉ cần hắn đi ngang qua thôi là người ta sẽ tặng cho hắn đủ thứ. Họ không tặng đồ cho hắn vì yêu, chỉ là vì bị mê hoặc mà thôi. Chuẩn, chính xác. Theo tôi thấy thì ngay cả cô cũng thế. Sao anh có thể nói như vậy chứ? Mặc dù đã chia tay, nhưng trước đó tình cảm của tôi là vô cùng chân thành. Chuyện đó dừng ở đây là được rồi. Suy nghĩ thêm chỉ làm cho người ta mệt mỏi mà thôi. Vừa rồi cô từ chối hắn rất tuyệt, không cần phải cho hắn cơ hội làm gì cả. Thế tôi tưởng anh ta lại đổi chủ đề như vậy. À, chúng ta có khách. Xin... Mình biết ngay là thằng Thiện Du này nó không buông tha cho mình đâu mà. Trời ơi. Thôi, tập này chúng ta sẽ phải giải quyết tận gốc vấn đề về cái thằng trai rồi. Biến. Một ly Americano gấp 6 lần cà phê. Cậu đang gây sự với tôi đúng không? Không phải đâu ông chủ. Anh ta uống Americano gấp 6 lần cà phê thật đó. Cái thằng điên này. Bây giờ thằng này nó khách hàng rồi, cho nên mình không thể nào bảo thằng này cút ra được. Làm dịch vụ nó khổ thế các bạn ạ. Hắn ta bị lì đấy. Này Thần Châu, sao em mang tạp dề vậy? Tôi làm việc ở đây. Sao tôi làm việc ở đây lại thiện cảm lại tăng thêm 1? Thiện cảm của thằng Thiện Du tăng thêm 1. Vô lý. Tại sao? Thế còn công việc dịch thuật của em thì sao? Tạp dề này chẳng hợp với em tí nào. Cái tên này. Em trước giờ có thích làm việc nhà bao giờ đâu. Chuyện đó đồng ý là vậy, nhưng mà anh vẫn luôn cổ vũ cho em, vì anh biết mặc dù ghét làm việc, nhưng em thực sự yêu thích dịch thuật. Em có đang làm việc này vì đam mê không? Ngồi xuống trước đi. Ngồi cái gì mà ngồi? Mọi biến đi ngay. Ông chủ bình tĩnh. Càng phản ứng hắn lại càng trướng lên. Cứ để yên cho hắn uống xong rồi tự rời đi là được. Tôi sẽ xử lý hắn cho. Đúng là một kẻ khó ưa, Huyền Mẫn hằn học nói trong khi say cà phê. Thần Châu, xin lỗi đã khiến em trải qua chuyện như vậy. Lẽ là anh phải liên lạc với em trước đó. Anh quên mất là đến thời hạn hết hợp đồng thuê nhà rồi. Gì cơ? Cái gì cơ? Anh quên mất? Anh nói đó là có lý do bất đắc dĩ. Quên mất? Giữa đã mặt nhau à? Không phải. Ý anh không phải là thế. Có chuyện vô cùng khẩn cấp xảy ra, nên anh phải ra nước ngoài. Bởi vì bận rộn nhiều việc quá, nên anh mới quên chuyện hợp đồng thuê nhà luôn. Vậy thì đã sao chứ? Chúng ta sống chung với nhau, mà tôi thậm chí không biết anh định dọn nhà đó. Anh định lừa ai vậy hả? Anh không lừa em. Em nói là muốn một tầng riêng để dùng làm vườn hoa và thư viện. Anh mới tìm được một căn nhà 3 tầng rất thích hợp, nên định dùng nó là món quà sinh nhật bất ngờ cho em. Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa chứ. Nhưng chẳng may lại có chuyện phát sinh. Huyết áp của mình lên huyết áp bất tỉnh mất thôi. Anh xin lỗi. Phải rồi, hắn ta đúng là loại người này. Một khi chăm chú vào chuyện gì đó sẽ mặc kệ tất cả chuyện khác. Có lần mình đi làm về thì thấy hắn bất tỉnh bên cạnh ghế ngồi, làm cho mình hoảng loạn luôn. Kết quả là do hắn tập trung làm việc quá nên quên ăn uống. Sau đó truyền dịch xong, tỉnh lại hắn cũng chỉ nói đúng một câu: xin lỗi nha. Chết tiệt, chỉ nhớ lại thôi là thấy đau đầu rồi. Thần Châu, bây giờ em đang sống ở đâu? Ngay tại đây. Ba sắc thái của Thiện Du. Bởi vì mình mà Thần Châu phải sống ở nơi tồi tàn thế này. Biết ngay mà. Chắc chắn là Huyền Mẫn nghe được rồi. Làm gì có chuyện gì mà Huyền Mẫn không nghe được chứ. Chỗ này khổ thì không ổn chứ. Mọi thứ cần thiết cho sinh hoạt đều đầy đủ, lại rất là ấm cúng. Hơn nữa bầu không khí rất tuyệt. Tôi thật sự thích nơi này. Cho dù vậy cũng đâu phải là nơi để sống đâu chứ. Còn là tòa nhà cũ kỹ nữa. Lẽ là anh phải quay lại sớm hơn. Cảm ơn. Không phải của cậu. Tôi không có gì cho cậu hết. Nói cho xong rồi biến lẹ đi. Nhân tiện, tòa nhà này mới vừa xây xong nhé. Ai thèm quan tâm chứ. Chuyện gì thế này? Cảm giác không khí nơi đây tức cực khó thở thế nào ấy. Hai người này đúng là trời sinh không hợp nhau. Làm phiền chút. Tôi muốn chọn món. Chết tiệt, chẳng đúng lúc chút nào. Này, anh đừng đến đây nữa. Không các bạn ạ. Mình chắc chắn với các bạn là thằng Thiện Du này sẽ còn đến lần nữa. Khi mà chúng ta càng không muốn thì cái chuyện đấy nó càng xảy ra. Như tôi đã nói, tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Hơn nữa mặc kệ anh thấy thế nào, nhưng tôi hiện tại cảm giác rất tốt. Ngược lại, nhìn thấy mặt anh mới là việc khiến cho tôi khó chịu. Xin lỗi. Anh xin lỗi. Đừng có xin lỗi nữa. Cảm giác như tôi làm chuyện có lỗi với anh vậy. Anh vẫn muốn xin lỗi cho đến khi em cảm thấy hài lòng. Nhưng mà không phải anh muốn xin lỗi là được. Ý anh là sao? Cũng phải có người chấp nhận lời xin lỗi đó. Cho nên anh mới đến đây. Anh không muốn phạm phải một sai lầm khiến cho mình hối tiếc nữa. Anh xin lỗi. Trời đất ạ, 7 giờ tối, khi đó tôi hết ca làm. Này, Thần Châu, đợi tôi ở công viên. Khi nào tan ca tôi sẽ đến đó. Với lại, đừng gọi điện cho tôi chi mất công. Tôi không có điện thoại. Thần Châu, đừng có hiểu lầm. Tôi không định nghe giải thích gì cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh về chuyện nhà thuê cũ mà thôi. Cho dù chúng ta đã kết thúc rồi, cũng phải giải quyết mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp, được chứ? Rồi ra ngoài đi. Anh đang làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Cảm ơn em, Thần Châu. Em đúng là một thiên sứ. Mặc dù là Thần Châu được khen đấy, nhưng mà không, chả thích. Cút. Này, tôi đã bảo cô đừng có nhân nhượng hắn nữa cơ mà. Chết tiệt, lẽ ra không nên đi chỗ khác. Tôi đâu có nhân nhượng hắn. Chẳng qua là muốn xử lý đồ đạc mà thôi. Giải quyết rõ ràng xong thì hắn sẽ không còn lý do gì để quay lại nữa. Cô sẽ không thật sự tin lời hắn chứ. Ý anh là sao? Cái chuyện bất đắc dĩ bị đặt đó. Thiện Du là người thông minh, hơi ngây ngô một chút và quái dị. Nhưng anh ta không nói dối. Tôi không bảo rằng hắn ta nói dối. Ý tôi muốn nói chuyện hắn đang cố thuyết phục cô như thể không có gì xảy ra, mà không tự xem lại hành động của mình. Là tình huống phát sinh như vậy cũng chịu thôi chứ sao. Là nếu mai mốt lỡ như có chuyện gì phát sinh, hắn ta lại có thể ném cô qua một bên lần nữa. Mỗi người đều có lúc gặp chuyện bất đắc dĩ, cho nên chỉ tiếp thu tình cảm mà mình tự thấy có thể gánh vác được. Thần Châu, tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng mà tên đó, hắn không thích hợp với cô. Thiện Du có thể hơi đần một chút, nhưng anh ta không phải người xấu. Nói chung là Thần Châu thì vẫn còn lưu luyến tình xưa nghĩa cũ với Thiện Du các bạn ạ. Cho nên là bực thì có bực thật đấy. nhưng mà kiểu vẫn còn chút tình cảm, cho nên là cảm giác vẫn có thể tha được cho Thiện Du ấy. Chứ mình thì tất nhiên là không rồi. Ok, nếu hắn là một tên đần thì có khi còn dễ thương hơn một chút. Hắn có vẻ âm trầm. Anh đang nói gì thế? Trên đời này có được mấy người đẹp trai ánh nắng như Thiện Du chứ? Cô nghĩ tôi đang nói về ngoại hình của hắn sao? Tôi nói về khí chất của hắn kìa. Có cảm giác vô cùng đen tối xung quanh hắn. Cái tên đó nhìn thì đẹp mã đấy, nhưng mà có quan hệ với kẻ như hắn thì mệt mỏi vô cùng. Cô cũng không đủ mạnh mẽ để có thể gánh vác được chuyện người khác đúng không? Tôi cảm thấy mình cũng khá mạnh mẽ mà. Bị đau một chút, khóc một buổi mà mạnh mẽ à? Tìm người bình thường quan hệ đi. Đừng có chọn một người chỉ có thể làm cho cô thêm khổ sở như vậy. Khi đó tôi cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của cô. Anh đang muốn nói người như anh chẳng hạn phải không? Sao anh nhìn tôi nghiêm túc vậy? Anh làm tôi cảm thấy ngại ngùng đó. Bởi vì tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Tôi không muốn lại nhìn thấy người con gái mình quan tâm mấy tháng trời đứng khóc ngoài đường, trên tay chỉ xách theo một túi đồ. Không, tôi thật sự không muốn lại nhìn thấy cảnh đó. Tại sao lại nói chuyện nghiêm túc như vậy? Mình thích anh ta trêu chọc đùa giỡn như mọi khi hơn. Rốt cuộc anh ta muốn mình làm gì mới được? Thiện Du trong ký ức của mình là người rất sáng sủa. Cho dù được tất cả người xung quanh chú ý và bày tỏ thiện cảm, vẫn chỉ yêu mến mình thôi. Ok, như vậy là sau khi chúng ta kết thúc ca làm việc của mình ở quán cà phê Lix thì bây giờ Thần Châu sẽ đi gặp Thiện Du để nghe xem Thiện Du sẽ nói gì về việc bỏ Thần Châu lại. Và không có nhắn tin hỏi han gì cả, không gọi điện gì cả. Thế này mới gọi là không khí lễ hội chứ. Thế này tìm hắn ta cũng mệt đấy. Hắn ta kia rồi, mà cho giữa đông người như vậy hắn ta vẫn nổi bật. Hoàng Thiện Du đúng là không tầm thường. Nhưng mà sắc mặt hắn ta có vẻ âm trầm. Hắn đang nhìn cái gì vậy? Hả? Chào Thần Châu, em vừa mới đến hả? Anh đang nhìn cái gì vậy? Anh chỉ đang nhìn một thằng nhóc hỗn hào với ông của mình thôi. Chuyện đó cũng thường thấy trong lễ hội thế này. Anh chưa từng được trải qua ngày lễ nào cả. Hả? À, vậy sao? Thanh niên này lại nghe có vẻ hơi chém, nhưng mà chắc là thằng này nó thật thôi. Không biết phải nói gì. Thật không tưởng tượng được, lại có người chưa từng trải qua ngày lễ nào cả. Quả là một cú sốc văn hóa với người sống ở miền quê hơn 20 năm như mình. Này, anh nhuộm tóc màu khác à? Không hợp à? Không hẳn, tôi chỉ tò mò tại sao anh lại muốn thay đổi màu thôi. Anh bảo rằng anh vô cùng bận rộn, thế mà vẫn còn thời gian đi nhuộm tóc sao? Phải, tôi muốn chọc tức một người. Đòn tấn công siêu hiệu quả. Hắn ta sao thế nhỉ? Mình đang nói móc hắn, vậy mà hắn lại còn cười quái dị. Thần Châu, hôm nay em làm xong việc rồi à? Hử? À thì xem như vậy đi. Vậy thì tiện thể đang ở đây, đi dạo một vòng lễ hội không? Hử? Anh nói rồi, anh chưa từng được trải qua lễ hội bao giờ. Anh vẫn luôn trông đợi được cùng em đến lễ hội. Thần Châu à? Đúng là cái thanh niên này kiểu. Chúng ta đi chơi một chút nhé. Nó mới nhớ, hình như hồi trước cả hai cũng tính như vậy. Mình có nên đi chơi cùng Thiện Du không nhỉ? Khá là băn khoăn các bạn ạ. Nên đi không nhỉ? Mình nghĩ khả năng cao ấy là nếu mà đi ấy thì Thần Châu sẽ lại cảm thấy kiểu ký ức nó ùa về, với lại là nhớ lại những cái mặt tốt đẹp của thằng này. Cho nên là thôi các bạn ạ, mình nên phụ ngay từ đầu, không quan tâm. Cút. Không, hôm nay tôi mệt lắm. Bởi vì một kẻ nào đó khiến cho tôi tinh thần mệt mỏi từ sáng sớm. Và lại quan hệ giữa chúng ta lúc này không đủ thân mật để cùng đi chơi lễ hội. Nói cũng đúng. Anh xin lỗi. Tìm chỗ nào vắng người một chút nhỉ? Được, gần đây có chỗ nào như vậy không? Tôi là dân xứ này, anh biết mà. Đây đâu phải lần đầu tôi tham dự lễ hội Bạch Sơn đâu chứ. Cứ tin tưởng đi theo tôi là được. Và mình hy vọng các bạn ạ, là chúng ta đến chỗ vắng người ấy thì sẽ không gặp lại người quen như là Trịnh Hoa Na hay là Từ Ngọc La. Cảm giác khá là bối rối đấy. Thần Châu đã trở nên thật là ngầu. Bởi vì là mình hình như để cái điểm lạnh lùng nó cao hơn hẳn điểm ấm áp rồi thì phải. Ok, công viên. Chỗ này quả thật không ai hết. Mới đi có một chút mà đã cảm giác cách xa đám đông rồi. Cũng không sợ người khác nghe được, cho nên anh có thể nói 3 cái chuyện kỳ quái mà không cần lo lắng. Em muốn nghe chuyện kỳ quái? Thật ra cũng không hẳn. Chẳng qua là chúng ta không nên để cho người khác nghe thấy cùng nói chuyện này. Đặc biệt là khi một cặp đôi vừa chia tay đang thảo luận về việc chia đồ đạc. Không bạn ơi, chắc chắn là bây giờ chúng ta thảo luận là không chỉ dừng lại ở việc chia đồ đạc đâu. Đúng thế, đống đồ mà anh giao cho công ty dọn dẹp xử lý. Cái gì đây? Anh điên à? Làm gì tự dưng đến gần tôi như vậy chứ? Làm tôi hết hồn. Mình cũng hết hồn thật, tự dưng. Thần Châu, tất cả đồ trong nhà đều bị dọn dẹp sạch sao? Anh đang nói gì đấy? Liên quan gì đến tôi? Anh chính là người hẹn bọn họ tới mà. Đúng nghĩ là vậy, nhưng mà... Khoan đã, tại sao tự nhiên anh lại biểu hiện như vậy chứ? Anh làm tôi giật mình đấy. Đó là vì anh đã quên mất. Đừng bảo với mình là cái điện thoại nha. Anh vừa mới nhớ ra là anh có thuê người dọn dẹp đồ của chúng ta. Cái gì cơ? Này, anh bị bệnh đúng không hả? Từ sau khi nhớ ra, anh bỏ em lại một mình trong đầu anh. Chỉ toàn suy nghĩ về em. Lúc nào cũng lo lắng, không biết em giận đến thế nào. Hả? Cái gì đấy? Giữ chặt vai tôi dùm chút. Tôi cảm giác chóng mặt quá, có khi sắp bất tỉnh luôn cũng nên. Ủa là sao? Tôi nghĩ là thanh niên này còn quên luôn cả việc là thuê người đến dọn dẹp à? Chẳng lẽ anh chỉ có một cái bộ não thôi hả? Anh chỉ có thể tập trung vào một thứ duy nhất thôi hả? Chắc là thanh niên này lại kiểu tập trung vào công việc quá rồi, những chuyện khác thì không quan tâm. Thì con người vốn là chỉ có một bộ não chứ mấy. Đó không phải chuyện tôi muốn nói. Làm sao bây giờ? Anh quên tặng trước cho em mất rồi. Nó xảy ra rồi thì bây giờ còn hối lỗi làm cái gì nữa? Chịu. No hope. Chuyện gì xảy ra với đồ đạc của chúng ta? Họ ném hết ra ngoài đường. Tất cả mọi thứ. Thứ duy nhất tôi cứu lại được là một ít quần áo để thay. Mình hy vọng là Thần Châu sẽ không nhắc gì đến cái điện thoại. Mà quan trọng hơn, anh sao thế? Ý tưởng anh có quan tâm gì đến đồ đạc đâu chứ. Biết ngay mà các bạn ơi. Mình có linh cảm là cái điện thoại rồi đấy. Chuyện không đơn giản như vậy. Công ty đó, anh phải liên lạc với họ ngay lập tức. Vô dụng thôi, đã qua vài ngày rồi. Mình tưởng là vài tuần nữa, hóa ra là mới có vài ngày thôi à? Thiện Du loạng choạng lùi lại vài bước. Phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Này, anh bị sao thế Thiện Du? Tỉnh táo lại đi nào. Bản mẫu thử nghiệm vẫn chưa qua xét duyệt, nhưng ít ra thì dữ liệu vẫn còn được bảo lưu. Đúng là cái điện thoại rồi đấy. Thiện Du, anh có sao không? Anh bị làm sao ấy? Nói chuyện với tôi đi nào. Nhưng nếu không có cái điện thoại đó... Ây giời ơi, bắt đầu rồi đấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu được nguồn gốc của điện thoại. ngay lập tức trong đầu tôi hiện lên thứ đó. Mình để lại trong cái ngăn tủ các bạn ạ. Để lại trong cái ngăn tủ của Tuyết Bạch ấy. Ơ, không phải à? À, ok, mình nhầm. Là cái điện thoại dùng để nghe gọi của nữ chính thì để lại. Từ từ nha, đoạn này thì mình sẽ để Thần Châu là chưa lấy điện thoại ra vội, mà chúng ta hãy thử tiếp tục giả vờ đi, bởi vì cái thanh niên này cũng chưa biết là mình đang cầm mà. Đó, ok, giả vờ cho đáng đời. Nếu nó quan trọng như vậy thì lẽ là phải tự cẩn thận hơn. Khuôn mặt Thiện Du bắt đầu biến sắc và anh ta run lẩy bẩy. Nhưng mà mình không biết là mình có liệu có moi được thông tin gì không, bởi vì tên Thiện Du này có vẻ trông bắt đầu. Anh thực sự làm tôi có cảm giác tội lỗi quá đấy. Ok, như vậy chúng ta không thể giấu được các bạn ơi. Rồi. Hử? Thần Châu, thiên sứ của anh. Ai nói là tôi đưa cho anh nhé? Hở? Giờ nó là của tôi. Ế? Tất cả đồ đạc trong nhà đã bị anh ném ra đường hết rồi. Tôi nhặt được cái này sau khi anh ném đi, cho nên giờ nó là của tôi. Mọi chuyện không đơn giản đâu các bạn ơi. Nguyên lý là như vậy sao? Ý anh là sao chứ? Vừa nãy anh còn hoảng loạn vì tưởng là mất nó cơ mà. Nhưng mà giờ nó nằm trong tay em rồi Thần Châu. Vậy là anh yên tâm rồi. Gì chứ? Bộ tôi là kết sắt tự đồ à? Thật ra trả nó lại cho anh thì cũng được thôi. Vậy thì tốt quá. Nó vẫn còn chưa ổn định, cho nên anh phải điều chỉnh thêm. Nhưng mà tôi muốn đền bù xứng đáng. Tiền? Này, tôi không phải loại người sử dụng như vậy nhé. Ai cần tiền của anh chứ? Tôi muốn một sự đền bù về tinh thần cơ. Như thế nào? Cái đó anh phải tự suy nghĩ. Cuộc đời tôi chưa bao giờ bị tổn thương lớn như việc anh đã gây ra cả, cho nên anh phải chịu trách nhiệm đền bù tinh thần lại cho tôi. Được rồi. Mặc dù đưa cho em món gì anh cũng không cảm thấy tiếc cả, nhưng lần này anh nhất định sẽ lấy nó về. Thiện Du cười sảng khoái khi nói, cứ như là một đứa trẻ con ấy, không giống với vẻ ngoài đẹp trai bình thường của mình. Nếu mà bây giờ mình trả cái điện thoại này về cho Thiện Du thì khả năng rất cao là chúng ta lại không bao giờ gặp lại được Tuyết Bạch nữa, bởi vì chúng ta đâu có biết được rằng là cái cài cái ứng dụng mơ tình đấy nó như thế nào đâu. Ok, như vậy là tập này kết thúc rồi. Rất dài, nhưng mà chúng ta cũng đã hiểu thêm khá là nhiều điều khi mà cái thằng Thiện Du này về có trò chuyện. Và chắc chắn là Thiện Du này biết và có tác động đến cái điện thoại này rất là nhiều, nhưng mà vẫn chưa biết cụ thể được ra sao. Đấy, ok. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau nhé. Bye bye.